Rồi hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay là ngày 30 tháng 4 cả nhà ơi. Thì hôm nay em hào vô tới 3 lô chim lận anh em. Lô này nữa là hết rồi. Thì lô này nó có gồm một số chim ha. Thì em hào sẽ quay sơ cho anh em mình coi, anh em có ưng thì liên hệ đặt hàng ha. Rồi cả nhà ơi, ở đây nè em có chè đất anh em. Chè đất loại này là vẫn còn đang đút ăn cả nhà nha, cũng còn đút ăn lai gai quý vị. Đó, chè đất trống nha anh em, không có đất mái nha. Vẫn còn đút ăn lai gai nè. CD cỡ như vậy nha anh em, là 250 một con cả nhà nha, 250 nha cả nhà, 250 quý vị. Rồi anh em mình có ai có chơi chè đất trống cuối mùa rồi anh em, cuối mùa rồi, lô hai lô nữa là chắc có lẽ là sẽ hết rồi cả nhà. Lô hai lô nữa là có thể là sẽ hết rồi cả nhà. Rồi anh em nào chơi chè đất liên hệ em Hào ha. Rồi cả nhà, em có vô thêm cưỡng non anh em, CD hôm nay rất là đẹp luôn cả nhà. Cưỡng non nè anh chị, cà cưỡng non nha, CD rất là đẹp luôn em, to bự bá luôn nha, to bự lắm nha. Đó, CD như vậy cả nhà ha, gần biết mổ rồi, em bán là 300 một con cả nhà nha, 300 một bé. Đó, anh em mình ai có chơi liên hệ em Hào ha, 300 một bé rất là đã luôn, mọi người bá luôn cả nhà. Cưỡng non nha anh chị. Đó, mới vừa vô tới luôn cả nhà, mới vừa vô tới luôn. Cưỡng non nha, cái này hàng này em bán không có bao chống máy nha anh em, cưỡng 6 đồ không có bao chống máy anh chị. Rồi tiếp theo nữa là sáu nâu nè, sáu nâu nè, 200 một bé nè anh em, rất là đã luôn cả nhà. 200 một bé nha anh chị, vẫn còn đút đai gai nha, cũng gần biết mổ rồi, nướng tá đẹp lắm, mức được cả nhà nha, 200.000 một bé nha anh chị. Rồi ok ha. Rồi còn lại được ba bé nhồng anh chị, ba bé nhồng đây. Nhà chân vàng mỏ vàng, CD gần full lông rồi, rất là đẹp cả nhà. Rồi cái này không có bao chống máy luôn em nha, CD như vậy em bán 1.700.000 cả nhà. Rồi CD nhỏ như vậy nè, nhỏ nhỏ như vậy. Em bán 1.500.000 nha anh em, 1.500.000 nha, 1.500.000 quý vị. Thì cũng cái này còn đút ăn ha. Rồi tiếp luôn em, vẹt nữa, vẹt gừng hồng em còn, cái này là cũng cặp bắp lai gai cả nhà, cũng cặp bắp lai gai, bỏ bắp cho cặp rồi. Vẹt gừng hồng nha anh em, CG to bự như vậy là 400.000 một bé nha anh chị, 400.000 một bé, rất là đẹp luôn cả nhà, vui gần full lông rồi nha cả nhà ha. Đây em còn một bé nữa nè, đây cũng còn nữa là còn 6 con nè, 6 con nữa là hết rồi. Đây ăn bắp nè cả nhà ha, 400 một bé nha anh chị, 400 một bé ha. Rồi CK thì em bán hết CK rồi, ngày mai ngày mốt nó sẽ xuống hàng mới cả nhà. Thì hiện tại bây giờ em còn được có nhiêu đây thôi, còn có ba bé CK nè anh em mình, có mua thì mua về làm chim săn ủng hộ nha. Rồi cả nhà ha, hiện tại giờ còn CG như thế này cả nhà. CG như vậy em bán 350 anh em, 350 nha. Còn CG nhỏ như vậy là 300, còn đúng ba con luôn em, ba con thôi, anh em mua ủng hộ hết trơn rồi, 300 anh chị. Rồi chè than chống bao chống nè anh em, chè than non bao chống luôn em, than non bao chống nha. Đó, chè than non bao chống anh chị, lông rất là đẹp luôn, tướng tá ok. Ở nay em Hào đổ lại giá 500.000 một con bao chống thôi, chứ ghi này là hôm trước bán 600.000 nè, nay bán 500.000 thôi. Anh em mình có chơi thì qua ủng hộ nha, hàng cũng vẫn còn đang đốt luôn chị. Có một bé Bách Thanh đó mọi người, nó bị mắc móng chân nè anh em, nó bị mắc móng chân. Rồi thanh lý anh em mình chơi luôn 100.000 nha, anh em bắt về giữ giùm em luôn, con này tỷ lệ chống cao lắm, cái đầu da bá luôn mọi người. Đó, 100.000 nha. Rồi hồng lon, hồng lon quất có luôn, bán hết rồi, mấy này bán hết rồi anh chị. Quất non nè, hồng lon non nè, nè còn một con hướng nâu nè, anh em nào chơi gọi nè. Hồng lon nè em, hồng lon sáng chốt hết chưa không? Rồi hồng lon bán hết rồi anh chị, quá lẹ luôn nè, quá tốc độ nha. Rồi cảm ơn anh chị ủng hộ rất là nhiều luôn, anh em mua ủng hộ nhiều em sẽ kéo chim về liên tục nha. Rồi còn gì nữa không, thôi rồi ngưng video tại đây nha, thì có hàng mới về em quay vậy thôi, có gì mai đi em quay tổng quát ở tiệm cho mọi người coi ha. Sáng giờ cũng đăng 2-3 cái video rồi mọi người. Rồi cảm ơn cả nhà nha, chúc mọi người lễ 30 tháng 4 thiệt là vui vẻ nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà.